Hello, welcome back to my channel. Clip này mình các bạn khám phá 8 game nhé. Ok, game đầu tiên Granny Chapter 2. Ok. One day. Next go. Ở đây một con quái khác đấy. Chúng ta sẽ sử dụng khẩu súng này. Mở ra đây rồi.
chúng ta đã tìm được một cái server. Okay. Chúng ta sẽ đi cắt điện. Thì đi tìm ạ. Giờ chúng ta phải đi tìm ta phải đi tìm khẩu súng.
Next Game Origin. Okay. I should get out of here. Sẽ đi tìm 5 chiếc chìa khóa và một hộp vàng. Thank you.
Ủa? Đi tìm chìa khóa nào. Chúng ta phải tìm đủ 8 cái. Wow.
chạy thôi.
Ok, chúng ta cần tìm 12 túi tiền. Con mắt này không biết sao nhìn thấy bà Na đang ở đâu. Ice cream. À, cái này mình sẽ đi thẳng xuống dưới nhà mà không cần phải neo cầu thang, neo cửa sổ nữa. Ok, chìa khóa đây rồi. So, chúng ta sẽ tìm một cửa hàng còn sáng đèn để lấy một cái sạc.
to camp, kids to gang, looking for the chubby man. Going to find some chubby kids, and we're gonna make some ice cream man. Chúng ta sẽ đi tìm tờ giấy có chứa địa điểm của chiếc chìa khóa ở đây đây. Nó đây. Chúng ta thì quay lại xem lấy xem nào. Giờ thì đi ra khu vực nhà cây nè. Thuốc nổ. Let's go. Let's go. Okay. Giờ thì đi xuống thôi. Đến đây xong. Okay.
Không có. Ồ, về đây. Ok, giờ thì mang ra xe nào. Shopping Central. Bye bye, see you again.